Ngày 17 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 28, ban hành quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2024. Quyết định này thay thế các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2020 ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên số 20-2024 ngày 8 tháng 7 năm 2024 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ban hành kèm theo quyết định số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Về bồi thường, bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định số 88 2024 tỷ lệ quy đổi được tính theo tỷ lệ tương ứng bằng tiền trong bảng giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giữa loại đất thu hồi và loại đất bồi thường có mục đích sử dụng khác việc bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho người có đất thu hồi phải đáp ứng các điều kiện sau đây trên địa bàn cấp huyện nơi có đất thu hồi có quỹ đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh về hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. Người có đất thu hồi thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện được nhà nước giao đất cho thuê đất đối với loại đất được bồi thường có mục đích khác theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Người có đất thu hồi mà đất có đủ điều kiện bồi thường trong đó diện tích thu hồi tối thiểu đối với từng loại đất như sau: đất nông nghiệp 3.000 m2, đất ở của tổ chức kinh tế 1.000 m2, đất phi nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân không phải đất ở 1.000 m2. Người bị thu hồi đất có nhu cầu bồi thường bằng loại đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi. Khi quy đổi theo khoản một điều này, diện tích bồi thường bằng loại đất khác là đất ở, thì diện tích sau khi quy đổi phải lớn hơn hoặc bằng suất tái định cư tối thiểu đối với đất ở. Khi quy đổi theo khoản một điều này, diện tích bồi thường bằng loại đất khác là đất thương mại dịch vụ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì diện tích sau khi quy đổi phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất thương mại dịch vụ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc bồi thường bằng nhà ở Đối với trường hợp đủ điều kiện được quy đổi và bồi thường bằng đất ở tại khu tái định cư theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều này nếu có nhu cầu bồi thường bằng nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ động ra soát quỹ đất, quỹ nhà ở của địa phương đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo quy định để bố trí quỹ đất, quỹ nhà ở phục vụ cho việc bồi thường bằng đất khác với mục đích sử dụng của loại đất thu hồi và bồi thường bằng nhà ở quy định tại điều này. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với các trường hợp không có hồ sơ chứng từ chứng minh theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 17 nghị định số 88 2024. Người bị thu hồi đất tự kê khai nêu rõ các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại phù hợp với mục đích sử dụng từng loại đất, diện tích, thời điểm sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tiến hành kiểm tra và tổ chức họp lấy ý kiến của thôn, tổ dân phố để xác nhận có đầu tư vào đất của người sử dụng đất. Căn cứ biên bản cuộc họp quy định tại khoản 2 điều này, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư áp dụng các mức bồi thường như sau. Đối với đất nông nghiệp trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm 30.000 đồng trên 1 mét vuông. Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản 40.000 đồng trên 1 mét vuông đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 50.000 đồng trên 1 mét vuông. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn do làm hạn chế khả năng sử dụng đất nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 18 Nghị định số 88-2024. Đối với công trình điện, Trường hợp đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất ở được nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách trừ trường hợp được nhà nước cho thuê đất được bồi thường bằng 70% giá trị đất cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhân với diện tích bị hạn chế khả năng sử dụng Đối với các công trình khác thực hiện theo pháp luật chuyên ngành, trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định mức độ ảnh hưởng và tính chất của công trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điều 102 Luật Đất đai, Sở xây dựng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng theo quy định tại điều 102 Luật Đất đai. Tỷ lệ phần trăm bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 14 nghị định số 88 2024. Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng đối với nhà, công trình xây dựng khác theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 102 luật đất đai là 60% giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng gắn liền với đất không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 14 nghị định số 88 2024 đối với nhà công trình xây dựng không đủ điều kiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 14 nghị định số 88 2024 thì đơn vị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập phương án bồi thường thiệt hại theo thực tế tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư có trách nhiệm kiểm tra, ra soát trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá rỡ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 88-2024. Mức bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại điều 16 Nghị định số 88/2024 là 100% chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có hồ sơ, chứng từ phù hợp với các hạng mục cải tạo, nâng cấp sửa chữa thì bồi thường 100% chi phí theo hồ sơ, chứng từ do người đang sử dụng nhà ở cung cấp trường hợp người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không có hồ sơ chứng tử hoặc có hồ sơ nhưng không phù hợp với các hạng mục cải tạo nâng cấp sửa chữa tại thời điểm cải tạo sửa chữa thì đơn vị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực lập dự toán phần cải tạo sửa chữa nâng cấp được các cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành thẩm định theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư quyết định để làm căn cứ bồi thường bồi thường chi phí di chuyển tài sản đối với trường hợp theo quy định tại khoản 2, điều 104 luật đất đai. Khi nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản gắn liền với các loại nhà ở, công trình thì được bồi thường tổng chi phí phục vụ việc tháo rỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản theo từng trường hợp cụ thể. Đối với việc bồi thường chi phí di chuyển, hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và những thiệt hại khi tháo rỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất thì đơn vị, tổ chức, làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực lập dự toán được các cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành thẩm định theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quyết định để làm căn cứ bồi thường. Bồi thường hỗ trợ về di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 điều 15 của nghị định số 88/2024 Sở xây dựng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá và mức bồi thường hỗ trợ do phải di rời mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Trường hợp tự thu xếp việc di chuyển mồ mả ngoài khu vực được bố trí thì ngoài các khoản chi phí được bồi thường quy định tại khoản một điều này còn được hỗ trợ thêm một khoản tiền không cải táng tại nghĩa trang, nghĩa địa theo phương án bồi thường hỗ trợ với mức 8 triệu đồng một mộ đối với khu vực nông thôn, 10 triệu đồng một mộ đối với khu vực đô thị. Trường hợp mồ mả xây đắp có quy cách khác so với quy định tại bảng đơn giá công trình, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh thì được tính theo chi phí thực tế trên cơ sở đề xuất của đơn vị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư và kết quả thẩm định của cơ quan chuyên ngành cung cấp, ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định. Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 4 và khoản 6, điều 103 luật đất đai sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá và mức bồi thường thiệt hại đối với cây trồng vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà khi nhà nước thu hồi đất không thể di chuyển được